Đâu quay lại gần coi. Trời ơi sao nó kỳ quá vậy. Mua bộ này cho dì hai được á. Cho dì. Xin chào các cô chú các anh chị, các cô chú các anh chị sáng như vậy á. Ta. Chào cô chú ơi. Các anh chị. Sáng như vậy. Chào em. Rồi vậy mình xin chào rồi. Giờ sẽ đi ăn phở. Còn chúng ta đi học. Né mẹ ra và né mẹ ra. Nè muốn qua bển gì để mấy cái này qua đây. Ăn gì? Đây sao ngủ mà. Chưa về là mình đang muốn dành bò nén cho mẹ. Nóng quá nha. Không muốn ăn hả? Nóng á. Không hỏi đâu ấy đâu 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 đâu. Từ từ rồi ăn. Bạn vợ có chứ, nhưng mà tí nữa em đi phủ dầu mua đồ. Dạ. Chồng mình đi na rồi. Nè vô lớp học nha. Mà Na đi xuống hả? Bye bye. Cởi nó bảo hiểm ra. Cởi nó bảo hiểm, cởi nó bảo hiểm. Nè nè cầm con gấu kìa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đi học rồi. Này là biết tự vô lớp. À, chạy vô cái đường này mới để ý là cây xăng sắp hết rồi mọi người ơi. Đông quá. Ba à, chị hồi nãy bộ chắc khùng luôn quá. Hồi xưa muốn nãy bộ không? Hồi xưa có muốn nãy bộ không? Dạ. Tôi có muốn nãy bộ không? Chạy gì? Nãy bộ á. Không. Không hả? Anh quá đây có xăng ghé đổ đỡ. Vô con. Tiền nha. Hả? Để xu đưa chú 200. Chú khó lại cho xu. Sẽ như về ghép ở đây người ta không có cho quay phim nữa. Thế nào ạ? Nhìn cũng đẹp nhưng mà nhìn nó hơi dẻ xong. Đâu? Tao xung mang thử anh nhưng mà sau đó mẹ thấy già. Chân xung vậy.
Con thích đâu đó nữa hả? À, không thích đâu. Cái đồng nó hột quá. Nó mấy cái dây này nhìn nó trẻ nè, xương xương. Trời, mẹ Su với Su thì đã mua được hai đôi dép y chang nhau luôn. Nó chỉ khác size thôi nha. Tính ra là Su với mẹ Su mua cũng dễ. Sẽ tấn công vô mua đồ. Rồi, let's go. Let's go thôi các cô chú ơi. Let's go, let's go. Mua được có một cái. Ok, cảm ơn em. Chị lấy cái này nha. Bự ha, size bự, đẹp. Đẹp mà size bự quá. Này đeo con cái quá. Thâu lại chắc không được đó đúng không? Cái này nó làm thâu lại là bị gớt hột liền. Chú thích cái nào, Su lựa đi. Lựa cái nào còn dài quá, con này cắt được đúng không chị? Đúng rồi. Cắt nhiều quá thì mình bột cho em 100.000 chỉ thôi. Mình cắt vô tới chỉ thì chừng mấy chục lẻ. Con lựa đi. Thích quá. Thôi đi mua nước mía nha. Cô ơi, mua nước mía. Thấy con một ly nước mía. Nước mía chanh chả là nước mía xí nhỉ. Thôi uống nước mía cho mát. Giờ đi vô thôi. Let's go. Ủa, nay có cửa. Mẹ. Nước mía, nước mía. Thấy có quần đàng hoàng coi. Vô không? Cái bộ này chắc gì hai bọn đẹp á. Xung lùng quá là gì? Không phải, tao xu đi coi. Xu đi coi. Tao xu quay lại trước coi. Mẹ thấy hình như bộ này Su mập quá thì sao á. Mập quá giết phình. Ờ, nhìn nó không có hợp. Cái bộ nâu nãy Su bận màu bộ nâu chưa? Chưa. Còn thử bộ nâu coi. Nâu còn ghê. Còn thử bộ nâu coi. Đâu quay lại dần coi. Trời ơi sao nó kỳ quá vậy. Mua bộ này cho dì hai được á. Trời ơi. Cho dì. Su vô thử thay cái bộ đó đi. Mẹ thấy cái bộ nó ngắn ngắn vừa với Su á. Nhìn cũng đẹp mà. Màu cũng hơi chìm chứ cũng không sáng lắm. Hello, xin chào các cô chú, các anh chị. Bây giờ mẹ với Su đã đi mua đồ xong đầy đủ hết rồi. Mà Su lỡ tay, Su mua nhiều đồ hơn ma rồi. Nhưng mà Su không mua được đầm mít do Su mập nè, Su đen nè, nên Su không mặc đầm mít si được. Su sẽ mặc đồ tăng năng động, tự nhiên. Phần cơm cho chị. Lấy phần cơm măng nhưng mà măng thôi, khỏi thịt cũng được. Rồi. Em không ăn thịt. Với một phần tàu hũ. Rồi. À. Uống nước ngọt không Su? Uống gì không? Hả? Lấy em một chai lon bày úp đi chị. Tẩy đá không hay úp lại. Tẩy đá chị. Bày úp tẩy đá đi, Phúc ơi. Thịt tím ngon. Thịt tím ngon. Úp đồ đá, úp có khó. Con coi. Có không? Đợi 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 đợi.
Nó đói bụng, nó quất sạch luôn, em ăn không nổi. Ăn nhờ hai miếng đủ. Uống nước cho hết đi, tại hết tính tiền. Nắng quá, nãy trời sẽ mưa giờ nắng rồi. Nguyên cục em thì lùi luôn. Lấy áo mưa ra mặt mới được. Giờ thì mẹ Xu sẽ rước Bình Thina sớm nè. Tới mà hoàng luôn. 3 giờ. 3 giờ mấy rồi? Rước đi chứ không hồi. Hồi qua trở ra rước nó nữa. Coi Bình Thina xuống chưa. Ok. Em nói bảo hiểm cho Bình Thina nè. Sắp xuống. Mới xuống chưa? Naga, Naga. Chào cô Quân về. Chào mẹ con đi học về. À, cảm ơn chị nha. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. Nè nè. Con nói gì vậy? Nè ăn gì? Nè. Ăn thấy ghê quá, ăn còn móc ra nữa. Cô giáo cần cho ăn cái gì? Nay ăn ăn cơm đúng không? Ăn cơm đúng rồi. Nè. Uống đi. Ước mía tan quá nè. Con nào móc trắng lên, tan nó lông không à? Sao? Nào móc trắng lên không dữ lắm. Tan lông quá trời. Để. À, lên lên. Kêu lên nè. Không. Bập cô giáo đánh con. Cô giáo đánh con. Có không? Có. Rồi đi không. Về. Lúc đi đây là sáng mới chặt mọi người. Cái nào mới được. Nào uống.
đi vệ sinh mới được. Ôi. Ê, ê, đi cho kéo. Gì hả? Của bạn mà. Cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Mấy tuổi rồi? Anh này mấy tuổi rồi? 4 tuổi chị. Ờ, 4 tuổi mà nói chuyện rành rành. Còn bé đó 5 tuổi. Trời, nó hát đâu về. Về thì nhắn tin qua. Nhắn tin qua. Em nghĩ buổi chiều được. Màu xanh. Hello, xin chào mọi người. Chào cô chú nè. Chào cô chú, cho ăn vậy còn ăn cơm của La, của La. Giỏi quá, đúng rồi. Rồi mọi người cùng ăn cơm nha mọi người. Hôm nay ăn cơm đùi gà chiên nước mắm nha. Chào cô chú các anh chị, chúc các cô chú các anh chị buổi chiều vui vẻ, rồi các cô chú các anh chị cùng ăn cơm nha. Đúng rồi. Hai mẹ à, ba mẹ con thì mua hai hộp thôi nha mọi người, tại vì ăn ba hộp thì không hết. Rồi mấy bữa nay cũng mệt nên em cũng không ăn được nhiều. Ngon không? Ngon. Ngon. Số 1 anh. Số 1 nè. Số 1 chồng. Số 1. Nè. Số 1. Nè. Nó lì hết chưa? Phải, chờ lì nè. Nó lì lắm. Trời ơi, con Na nó ăn hết luôn nè mọi người. Nó còn xin thêm cơm của Na xong nữa nè. Dở quá ta. Ăn đi. Ha ngọ quá trời, hai đứa ấy nha, mày lên trên nhà coi nha. Giờ Su đang ăn cơm, mình thì Na cũng đang ăn cơm. Hồi sáng Su đi với mẹ Su, Su mua được đồ nè, được dép nè. Nè. Mua đồ với mua dép nè. Rồi giờ về ăn cơm.
mua cho đã vô, mua cho nhiều vô, hết tiền, hết xiền. Hai mẹ con tóc vô tiệm vàng hết tiền luôn, kiểu này bà muốn chết luôn á. Mua được cái đôi dép đó đeo đã lắm nè. Ơi trời ơi Na ơi, mua được cái đôi dép đó là phối đồ gì cũng đẹp hết đó. Đôi dép đó đeo đúng bền luôn. Ở đó có nhiều dép lắm, nhưng mà dép á, dép đi biển là mấy dép phình phình như ổ bánh mì. Đeo xấu nhìn bè cái chân to đùng luôn. Chở lựa được mấy bộ đồ nè với một đôi dép. Xu thì đo lùng đen nên là không mua được đầm. Mấy si ăn cơm nữa hả? Ăn cơm nữa. Còn có miếng dán dép cho em. Chờ lấy quần áo luôn nha. Gió quá thì gió. Giờ mấy rồi, giờ Xu nó chạy xuống đóng cửa cho em mọi người. Đóng cửa cho em xong rồi giờ chúc cô chú ngon ơi. Cô chú các anh chị cũng ngon. Bổ nào. Chúc các cô chú các anh chị cũng ngon và đẹp. Bye bye. Bye bye. Cô Nicky nè. Cô Nicky nè.